Trong vài ngày nay thì nước Mỹ đang phải hứng chịu một đợt nắng nóng lịch sử, nhiệt độ ở nhiều nơi thậm chí lên đến hơn 47 độ C, phá vỡ kỷ lục từ trước tới nay. Nắng nóng đã ảnh hưởng lớn đến cuộc sống người dân, phản ánh của phóng viên Hoàng Hải, thường trú Đài Truyền Việt Nam tại Mỹ. Nhiệt độ ngoài trời bây giờ đang gần 40 độ C, đây là điều khá hiếm có tại Mỹ. Cơ quan dự báo thời tiết quốc gia Mỹ đã mô tả đợt nóng nóng này là dữ dội, bất thường, nguy hiểm và chưa từng có. Vào những ngày này tại Mỹ, công viên hay một số địa điểm có nhiều bóng mát thường là sự lựa chọn lý tưởng cho mọi người để tránh cái nắng oi bức của mùa hè. Bây giờ mới đang là thời điểm gần trưa, vẫn chưa phải lúc nắng nóng nhất trong ngày, nhưng nhiệt độ ở đây vẫn làm nhiều người cảm thấy khó chịu. Chúng tôi đã phải ngậm nước hoặc uống thật nhiều nước và cuốn khăn quanh cổ để giữ mát và cũng cố gắng để trú trong bóng râm. Theo các nhà khí tượng học, đợt nắng nóng lần này tại Mỹ do hiệu ứng vòm nhiệt gây ra và đang trở nên trầm trọng hơn do tình trạng biến đổi khí hậu. Ở một số bang cả thế kỷ qua làm hàng trăm người thiệt mạng. Nhiều trường học và các cơ sở kinh doanh đã phải đóng cửa để bảo vệ nhân viên và khách hàng. Trong đó có cả một số địa điểm tránh nóng như bể bơi hay các quán giải khát. Chính quyền một số địa phương thậm chí đã phải hủy sự kiện bắn pháo hoa mừng lễ độc lập vào ngày 4 tháng 7 sắp tới vì lo ngại nguy cơ hỏa hoạn.